vững bước đồng hành, tự hào tiên phong. Cuộc sống là một hành trình luôn tiến về phía trước từng bước một. Và thành công luôn khởi nguồn từ một tầm nhìn xa trông rộng. Sứ mệnh hàng đầu của chúng tôi là đồng hành cùng bạn, song hành giúp đỡ mọi người quanh ta, nâng niu từng khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc sống. Câu chuyện về Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt khởi đầu từ năm 1964 tại Hà Nội. Bảo hiểm Bảo Việt luôn chung tay dựng xây cuộc sống, tiên phong vì một nền kinh tế vững mạnh, một quốc gia vững bền, cùng góp sức trở thành niềm tự hào Việt Nam, thiết lập quan hệ chiến lược với các tập đoàn đa quốc gia, liên minh tăng trưởng vững bền. Giải pháp toàn diện bảo vệ tài chính và tài sản cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn nhỏ trong nhiều lĩnh vực. Với vị thế của nhà bảo hiểm lâu đời nhất Việt Nam, Bảo hiểm Bảo Việt thấu hiểu bạn cần gì, an cư lạc nghiệp, an yên sống khỏe. Đó là những giá trị được ưu tiên hàng đầu. Bảo hiểm Bảo Việt song hành xây dựng nền tảng tài chính vững chắc cho một tương lai vững bền, sát cánh cùng khách hàng chinh phục những đỉnh cao mới. Chuyển dịch ứng dụng bảo hiểm số là bước đi tiên phong trong hội nhập toàn cầu. Tiên phong ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong bảo hiểm sức khỏe số, vì sức khỏe của bạn và gia đình. Tiên phong cung cấp bảo hiểm phương tiện xe cơ giới từ cơ bản đến toàn diện, an tâm chinh phục mọi cung đường và hành trình phía trước. Luôn tiên phong vì một doanh nghiệp vượng trường. Bảo hiểm Bảo Việt tiên phong tiến tới, gặt hái vinh quang. Tự hào tiên phong, song hành tiến bước cùng Việt Nam. Bạn trao niềm tin, chúng tôi gửi cam kết. Bảo hiểm Bảo Việt luôn trung thành với sứ mệnh của mình, tận tâm phục vụ mọi cá nhân, doanh nghiệp, xã hội và đất nước. Luôn tiên phong vì tương lai thịnh vượng. Đồng hành cùng bạn, nhìn rộng trông xa. Chúng tôi là Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, sát cánh dựng xây vì một Việt Nam sáng ngời. Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, đồng hành cùng bạn, vững bước tiên phong.